Xin chào các bạn đến với kênh Người Việt Xưa. Trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu về thống chế Geoffrey, một vị tướng nổi tiếng của Pháp trong Thế chiến thứ nhất, nhưng cũng là người tham gia sớm cuộc xâm lược của Pháp tại Đông Dương. Tiểu sử thống chế Geoffrey Joseph Jacques C. C. Geoffrey, sinh 12 tháng 1 năm 1852, mất 3 tháng 1 năm 1931, là thống chế Pháp gốc Catalan, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp từ 1914 đến 1916 trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, vào tháng 8 năm 1914, quân Pháp dưới sự thống lĩnh của ông đã liên tiếp bị quân Đức đánh cho tơi tả, đưa nước Pháp đến bờ vực thảm họa. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 1914, ông đã lập nên chiến công tuyệt đỉnh của mình, trận sông Man lần thứ nhất. Một trận ác chiến bất phân thắng bại về mặt chiến thuật, nhưng lại là chiến thắng quyết định về mặt chiến lược của liên quân Anh Pháp. Qua đó, ông trở thành một vị anh hùng dân tộc, là vị tướng lĩnh Pháp đầu tiên đánh thắng được người Đức trong thế kỷ thứ 20. Thậm chí nhân dân Pháp còn tôn vinh ông là cha Geoffrey, Papa Geoffrey sau thắng lợi vẻ vang này. Thời niên thiếu Geoffrey sinh tại Raiso, Roussillon, 8 giờ sáng ngày 12 tháng 1 năm 1852. Nơi ông chào đời nằm ở hướng đông dãy Pyrenees, quê hương của một vị thống chế xuất sắc khác của quân đội Pháp, là Ferdinand Foch Là một học sinh tài năng, Geoffrey học trường cấp 2 tại Perpignan, Lycée françois Arago, sau đó là trường cấp 3 Charles Mañer tại Paris. Ông theo học trường bách khoa Paris vào tháng 7 năm 1869 và là học sinh trẻ nhất của khóa học này. Khi chiến tranh Pháp Phổ bùng nổ, ông được biên chế vào tiểu đoàn 39 gần La Villette. Tháng 3 năm 1871, khi chiến tranh kết thúc, ông trở về trường học với các bạn của mình. Tại Đại học Bách Khoa Paris, Geoffrey theo học về kỹ sư quân sự và ông đã được điều đến trung đoàn số 2 tại Montpellier tháng 11 năm 1871. Ông trở thành trung úy năm 1872. Ngày 11 tháng 10 năm 1873, ông kết hôn với một quả phụ trẻ, Mary Amelie pouc Ayrus 1846 đến 1874. Tuy nhiên đến ngày 3 tháng 4 năm 1874 thì bà mất do sinh khó tại Montpellier thời gian ở các thuộc địa. Trở về Paris, Geoffrey nhận lệnh đến Viễn Đông, nơi Pháp đang tăng cường tìm kiếm và đánh chiếm các thuộc địa. Tháng 1 năm 1885, từ Marseille, ông đã đến đảo Formosa một tháng rưỡi sau đó. Ông được bổ nhiệm làm kỹ sư trưởng dưới quyền đô đốc Amédée Quốc Bệt, từng tham gia phong tỏa các cảng biển Đài Loan. Sau đó vào tháng 7, ông đến Hà Nội thuộc An Nam. Thời điểm này, Pháp xem như đã thành công trong việc xâm lược An Nam, sau các bản hòa ước Haman 1883 và hòa ước Paten o trẻ 1884. Tại đây, Joffrey đã tham gia các hoạt động tăng cường phòng thủ cho khu vực này, đào hào, mở thêm đường mới và nâng cấp các bệnh viện. Ngày 7 tháng 9 năm 1885, quốc bệt đã quyết định cho tặng huân chương bắt đầu bội tinh cho Joffrey. Tháng 1 năm 1887, đại úy Joffrey, lúc này là sĩ quan công binh chịu trách nhiệm hoạt động tại Hà Nội, Hưng Hóa, Sơn Tây, Nam Định. Ninh Bình, Thanh Hóa, Thượng Lưu Sông Hồng và Sông Lô dưới quyền Đại tá Brice tham gia chiến dịch công phá căn cứ Ba Đình. Sau một tháng chiến đấu, quân khởi nghĩa ở Ba Đình đã phải phá vòng vây rút về Mã Cao và sau đó cuộc khởi nghĩa đã bị đàn áp. Tháng 1 1888, Geoffrey rời Bắc Kỳ và quyết định đi vòng quanh thế giới qua Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tháng 10 1888, Geoffrey trở về Pháp. Tháng 10 năm 1892, Ông được đưa đến châu Phi, vùng Sudan thuộc Pháp nay là Mali theo yêu cầu của đại tá Louis Akinat. Tại đây nhiệm vụ của ông là chỉ huy xây một tuyến đường sắt nối liền Kais, thủ đô của vùng này từ 1892, vùng Bamako. Một số cuộc viếng thăm. Năm 1921, chính phủ Pháp đã cử Geoffrey dẫn đầu một phái đoàn đi thăm Nhật Bản để đáp lễ Thiên hoàng Hirohito sang thăm Pháp. Phái đoàn này cũng đã tiến hành viếng thăm Đông Dương, Xiêm La và Trung Quốc. Ngày 9 tháng 12 năm 1921, Joffre tới Sài Gòn, từ 13 đến 19 tháng 12 là Campuchia, từ 21 đến 28 tháng 12 là Siem. Sau đó, từ Bangkok ông trở về Đà Nẵng và đến Huế ngày 1 tháng 1 năm 1922. Ngày 6 tháng 1, Joffre đến Hà Nội và đến ngày 11 tháng 1 thì rời Vịnh Hạ Long sang Nhật Bản. Vinh danh, nhà Nguyễn trao tặng Kim Khánh cho thống chế. Trích đại n NAM thực lục, chính biên đệ lục kỷ phụ biên. Quốc sử quán Triều Nguyễn. Năm Giáp dần 1914 đến 1915, Triều Duy Tân. Mục 1941, tháng 11 năm 1914, tặng thống suý đại thần thượng thư tướng quân Nho Pha Sơ phiên âm tên tiếng Pháp Geoffrey nước Đại Pháp một tấm kim khánh hạng lớn cùng sắc thư có chục cuốn sơn màu để biểu dương công tích to lớn lời. Sắc đại lực nói các bậc danh tướng xưa nay không gặp đại địch thì không lấy gì để tỏ rõ hùng tài ứng biến. Người phổ âm mưu gây họa, Lom lom thèm thuồng nhìn châu Âu đã nhiều năm, hôm trước cam tâm làm trái công pháp, lúc đầu gây hấn với nước bỉ, kế lại xâm phạm đại bang. Đang lúc có nạn gấp ấy, được quý triều đình đặc sai quý đại thần sung đại thống suy thượng tướng quân thống lãnh các quân hợp với quân đồng minh đánh dẹp kình địch. Dùng binh kỳ diệu, thế trận hùng tráng, đạt được ưu thế cực điểm khiến các đội quân của người phổ chiến tuyến không thể nối liền. Không chế nhuệ khí của họ, làm mạnh thanh thế quân ta, tương lai dần dần sẽ có cái thế rủi dài tiến thẳng quả nhân mỗi khi đọc báo đều rất khen ngợi. Và lại bản quốc và quý quốc tình nghị ngày càng thân thiết, xa mừng quý đại thần riêng cầm quyền ngoài cửa khổn, đại hiển tài năng tướng suý. Đánh là thắng công là lấy, diệt kẻ bạo trừ kẻ hung, tuy chiến cục chưa xong nhưng đã mấy lần báo tiệp, hẹn thấy khu vực Âu Tây trung hưởng hòa bình. Nhân dân Á Đông cũng được lạc lợi, há lại có thể không ca tụng tên tuổi của đại thống suý, chuyến đi hùng tráng này rất nên ghi nhớ. Chuẩn đệ tặng một tấm kim khánh hạng lớn cùng sắc thư có chục cuốn sơn màu, đặc biệt có tua rủ xuống để làm rõ công tích to lớn. Trang 678 sách đã dẫn, nhà xuất bản văn hóa, văn nghệ, 2012, Trích Đồng Khánh, Khải Định Trình Yếu. Quốc sử quán Triều Nguyễn. Năm 1921, Triều Khải Định. Mùa đông, tháng 10, Thượng tướng quân nước Đại Pháp Nho Pha phiên âm tiếng Pháp Geoffrey mới vào kinh bệ kiến. Vong mệnh tặng cho một tấm huân chương thượng đẳng cộng tế bội tinh, sắc thư đại lược viết. Xưa nay, những bậc danh tướng dẹp được đại nạn lập được đại công tất phải là người lão luyện quả đoán đại lược hùng tài thì mới có thể lưu lại danh tiếng lẫy lừng trong vũ trụ 30 năm trước đây tướng quân từng tham gia việc quân ở trung kỳ ngay trận đầu ở lũy cổ ba đình ngài đã ra uy lưỡi gươm sắc bén người an nam từ lâu đã nghe đến đại danh sau đó ngài về nước nắm quyền trong quân đội hồi nước đức xâm phạm thượng quốc tướng quân chỉ huy đại quân đánh giặc trận la mô phiên âm tiếng pháp la man đuổi quân đức thua chạy danh tiếng quân ta lẫy lừng. Nếu không phải là người lão luyện, quả đoán, đại lược, hùng tài thì làm sao làm được như thế. Nay Giang Sơn đã rửa giáp, tướng quân nhân việc công trở lại miền đất phương Nam. Lão tướng từng trải qua thời oanh liệt sông pha mũi tên hòn đạn, nay trở về thăm lại chiến trường xưa, tình cảm bồi hồi xiết bao. Nay ngài tới kinh để quả nhân được thấy dung nhan, thực vô cùng kính phục. Nhắc đến công lao của tướng quân thì biết lấy gì đem tặng cho xứng bây giờ vậy truyền tặng cho một chiếc gậy Như Ý bằng vàng ngọc có khảm ngọc hiện do nội vụ cất giữ với ngụ ý chúc tướng quân làm việc gì cũng được luôn luôn tốt đẹp như ý, để đáp đỉnh công lao. Lại chuẩn ban cho một đồng kim tiền hạng lớn, sắc thư đại lực viết: "Quý ngài là bậc vĩ nhân của nhà nước Đại Pháp, tiêu biểu cho các nhà quân sự của thượng quốc, thống lĩnh đại binh, đánh đuổi giặc dữ." Nhắc đến công lao của tướng quân thì biết lấy gì đem tặng cho xứng bây giờ. Vậy truyền tặng cho một đồng kim tiền hạng lớn để bày tỏ hảo ý trang 506 đến 507 sách đã dẫn, nhà xuất bản thời đại, 2010. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn các bạn trong các video tiếp theo.